Thì bắt đầu nha, có rất nhiều anh em hỏi mình là cái cách kiếm con mèo ấy, đấy, mà kính miêu, ngẫu tường miêu, rồi là thời thượng miêu, rồi vân vân đúng không? Cao nhất là 85 là cát tường miêu. Thì cái cách kiếm nó ấy, thì vẫn giống như ngày xưa thôi. Đó là các bạn biết là đập cái âm kim bảo xương ấy, nhé, thì nó sẽ được cái cổ từ toái phiến, tức là cái bình hoa vỡ ấy. Thì sau khi mà lụm đủ số lượng nhất định thì các bạn sẽ đổi được. Thế nhưng tuy nhiên ở cái phiên bản này thì nó sẽ khác một chút. Đối với cái cấp đây, cái mèo mạc kính miêu, đây mình để lui đây các bạn nhìn dễ nhá. Đây, mạc kính miêu là có sẵn trong shop rồi. Đây, đây này. Còn đây là 45 này, lưu hành miêu này. Đấy. Còn đây là con thời thượng miêu này, này ngẫu tường miêu này. Thế thì cái con 75 và con 85 ở đâu? Con 75 và con 85 thì các bạn phải đổi bằng cái cổ từ toái phiến. Thì cái cổ từ toái phiến thì kiếm ở đâu? Thì chờ mình một chút xíu mình mở cái này ra cho các bạn nhìn lại nhá. Đây này, một này, hai này, ba này, bốn này. Đấy. Thì đây là tên của nó này. Cái đời bảo bảo thì nó giống như heo nhau. Thế nhưng mà cái đời biến dị thì các bạn thì thấy là cấp 5 nó chỉ có hai đời thôi này. Đấy. Thì cái cấp 45 này nhờ thêm một con nữa. Đấy. Cấp 55 thì lại thêm một con nữa. Đấy, cấp 65 thì thêm một con nữa. Đấy. Thì con mèo này là một thời rất là huy hoàng, rất nhiều người dùng và gần như ông nào chơi cái thời 27, 28, 29 là dùng con này. Ok. Rồi, thế thì còn con 75 ở đâu? Con 75 phải làm như này. Cái âm kim bảo xương này có thể bán ở NBC này, chỗ này này. Chứ ta, ở Lạc Dương đại lý cũng có. Nên lâu la cũng có cái chẳng chỗ là NBC ấy. Thì các bạn mua này thôi nha. Hoặc là các bạn đi chai ở ngoài map, map dã ngoại là có nha. Ví dụ như chai ở trong bảo tàng động chẳng hạn, hoặc là bên Ma Nhai động, vân vân, rất là nhiều những cái động. Còn nếu không thì mua luôn ở đây nhá, mua luôn ở đây rất nhanh. Nếu cái chìa khóa ấy, thì nó ở trong này này. Đấy, cái chìa khóa này nó không free như ở bên chỗ chỗ chung mấy con cấp nhỏ nữa. Mấy con cấp nhỏ là free nha. Đấy, còn con cấp 75 ấy thì nó đây này. Đây. Ở đâu nhỉ? Đây. Chìa khóa âm kim thược thi. Đấy. Còn cái này là âm kim thược thi xuyến. Tức là gì? Tức là một cái này thì là được một phát. Còn mua cái này thì là được 99 phát. Đấy. Như nhau thôi, nhưng mà mua cái này cho nó nhanh, nhưng mà mua cái kia thì nó mất nhiều thời gian nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ mở nhá, mình cũng muốn làm một con cát tường miêu để làm có thể là sẽ đét nhá. Đây các bạn, thì thôi mình mua luôn cái này nhá, nhá mua luôn cái này đi. Đấy, mua cái này. Ok, sau bây giờ mình sẽ mua khoảng cỡ đấy, chưa mua nhiều này. Đấy, 99 này. À, cái này mua được 20 thôi. Đấy, mua được 20 rồi. Đấy, mua đây đi. Đấy, 99 này nha. Rồi, thế thì bây giờ là mình sẽ mở luôn này. Anh em nhìn này. Mở luôn nhá. Đây, cái số này mình sẽ đặt nó xuống đây nó tiện này. Chìa khóa này nằm đây. À, cái này không đặt được à? Cái này chưa đúng không? À, phải nhấn vào cái chìa, nhấn vào cái chìa đây. Đây. Ok. À, mình đang muốn làm thế nào để cho các bạn dễ nhìn ý. Đây nhá, thế này đi. Đấy. Đấy, một cái này. Có phát thì được một cái, có phát thì được ba cái. Cái thời ngày xưa ấy thì chúng ta còn có thể là mở cái này nó ra cả lục ngô này, ra cả ngọc cấp 1 này, ngọc cấp 2 này. Đấy, rồi là ra cả là khô lâu chiến giáp này. Thi thoảng thì là được cả bí kíp cao nữa. Đấy thì là thời ngày xưa. Còn thời ngày nay thì ở game này thì nó gần như là chỉ có cổ từ toái phiến thôi. Mình cũng chưa thấy được cái gì khác cả. Ngày trước có được nhiều thứ lắm. Đấy, 7 cả, 9 cả, đấy. Có phát thì được ba nhà, ba cái cổ từ, có phát thì được một cái. Có phát đấy, đấy, đấy. Các bạn nhìn này, 14 lên 18 luôn cả. Đấy, 18 lên tận 22, tức là bốn cái liền cả. Đấy thì nó không, không không chuẩn lắm, nhưng mà cứ mở thôi. Đấy, cứ mở thôi nhá. Đấy. Rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ về đổi, nó ghi rõ đây này. Khi bạn có rồi nó ghi rõ đây này. Đây này, cổ từ toái phiến cao quý sau khi thu thập một số lượng nhất định
có thể đến Lạc Dương 111 163 tìm Củng Thái Vân để đổi phần thưởng đặc biệt. Đấy, thì đây nha, bạn các bạn về Lạc Dương thôi, nó ghi nào thì mình về thế thế thôi, có gì đâu, nó rất đơn giản đúng không? Ok, chào bạn nhé, chào bạn Minh Nguyễn này. Đúng rồi, con này ngày xưa anh em hay ốp cả phản kích để chai ấy, và ngày xưa mình chai pet trưởng thành cũng hay dùng con này. Ok, bây giờ mình đổi này. Đổi thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Đấy. Nó ghi ở chỗ này, nó ghi thật sự là ghi hơi sai sai. Ta muốn đổi mà kính miêu nhiều ông sợ không dám bấm. Thế nhưng thực ra là nó trong này nó có rất nhiều loại mèo mà. Đây gì? Đấy. Còn ở đây thì nó cũng ghi có một cái là sai sai này. Cái này, cái này là hơi sai sai này. Cái chỗ này này, đây này. Quán quân miêu. Đúng không? Còn chỗ này nó ghi cả hai là quán quân miêu và cát tường miêu này, cái chỗ này là hơi bị hơi có vấn đề sai sai này. Mình đổi cho con 85 xem nó ghi là gì nhé các bạn nhé, 85 này. Đấy. Đây này. Cát tường miêu nhé, quán quân là 75. Ok, thì con kia mình không đổi nữa nhé. Nếu như các bạn muốn đổi con 75 ấy thì các bạn đổi ở đây. Nhưng mà thôi mình dùng con 85 cho nó mắc. Bây giờ đổi tự nhiên là mất cổ từ. Đúng không? Thế mình không đổi nữa nhá. Thế thì đây nhá. Cấp 1 này. À sorry, cấp 1, cấp 5 này. Cấp 45 này, cấp 55 này. Cấp 65 này. Thì cấp 75 và cấp 85 đổi đây nhá. Đấy. Đó. Thế thì bây giờ mình đổi xong rồi, nháy trả ra này. Đấy. Đây. Thì cái đại biến dị nếu mà cấp 75 ấy thì chỉ đến đây thôi này. Tức là con này là con 65 nhá. Con 65 ấy thì biến dị nó chỉ đến đây thôi. Còn con 75 ấy thì nó sẽ đến chỗ cấp 6 này. Con 85 thì nó thêm cái nữa là 7 này. Đó nhá anh em, ok. Rồi, thế thì đây mình có một con cái nhá. Thì mình thử xem là nó còn đực nữa không. Nhá, đây xem nào. Nếu như mà bạn không biết là bao nhiêu ấy thì bạn bấm thử này. Đấy, nó ghi ở đây này. Tức là bạn để cái số lượng ít hơn ấy thì nó sẽ ghi ở đây. Được chưa? Đấy, bạn bấm thử một cái thôi là được ngay mà. Đấy, thì nó sẽ 80. Đấy, lên khoảng 80 thôi. 70 rồi này. 81 thừa một cái thôi. Đấy, hy vọng nó sẽ được nha anh em. Đây. Được đi. Thôi đẹp dai luôn rồi. Tuyệt vời nha anh em. Đấy, vẫn còn dư này, vẫn còn dư này. Vẫn dư dư 33 nháy này. Số lượt 33 này. Đấy, thế thế là lại có kèo mèo rồi. Đây, nhanh nhẹn luôn này. Nhanh nhẹn luôn. Về giám định cho nó ra gì nhá. Giám định trước trước khi hoạt động cho nó ra cái gì. Quá đẹp. Đấy, còn những con này free mới là nó cấp nhỏ cái thì thôi nhá. Ngày xưa mà có những con này thì cũng rất là quý đấy. Nha, tư chất nó khá cao đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ nó free rồi nên bỏ. Đấy. Nha, thời thượng này. Đấy, ngẫu tường này. Ok, đấy, cát tường này, em có nhanh nhẹn không ạ? Hãy về Tô Châu giám định xem nó như gì nha. Đây, kiểm tra mức tăng trưởng này. Úi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời. Ngày xưa này là một bước lên tiên này. Ngày xưa mà thế này là một bước lên tiên đấy. Ngày xưa làm gì có tiền nhiều mà mua hoàn đồng ở trong shop. Đúng không ạ? À, đấy, ngày xưa mua cái này này. Đây là 85 trở xuống này. Ở à, đâu? Từ 85 trở xuống. Đấy, tức là bao gồm cả 85. Đấy, trời ơi, ngày xưa làm gì có tiền mua cái này. Phải đi ở trong đi 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 dạ chư ấy, xong vào nông trường mình hy vọng nhận được cái hoàn đồng. Nhưng ngày xưa chỉ có xuất sắc biết thôi, mà ngày xưa làm một phát thế này là ăn đồng này. Đây, ngon đấy. Ngày xưa mang cái con toàn mỹ này này, xong đi ghép đôi với lại một cái con ví dụ như là xuất sắc kiệt xuất này kia ấy, thì nó được cái toàn mỹ đểu ấy, đúng không? Đấy, nhớ nhớ như vậy vẫn bán được nhá. Đấy. Ok nha các bạn, rồi. Ok, 17 này.
Thế nhưng mà thôi, có thể là hôm nay tôi bạn nào mua full 9x này, full mua nó mua full 9x này, thằng nào bán cái full này đây, địa hạc này, ngay còn thiên sơn này. À, chà chà ghê đấy.